Ok, hello hello. Em xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay tiếp tục em lại làm một cái video ngắn chuyển máy xúc 50-2E của em đến một cái công trình mới. Thì bây giờ mình sẽ lên và chuyển nó xuống dưới đất các bác nhá. Xong rồi lát nữa khi mà mình bắt tay vào công việc thì sẽ quay cho mọi người xem. Còn xe của mình nó là xe 2 tấn rưỡi cho nên nó cũng thấp thôi. Đó, lúc nãy vừa mới đi làm xong rồi trở về đây để xuống để làm luôn đấy các bác. Đó, thì bây giờ mình sẽ xuống bên này, xuống bên kia cũng được nhưng mà bên kia thì nó mắc cái ô tô. Đây là có cái ô tô này, quay ra quay vào lại quệt vào nó đi thì lại mất tiền. Cái máy của mình thì nó vừa mới làm xong cho nên là nó nóng máy rồi, thì mình chỉ cần nổ máy lên là mình ga mình làm thôi. Còn nếu mà để lâu ấy thì anh em cố gắng là để cho nó khoảng độ 15-20 giây đi cho nó ga, cho nó hoạt động cho nó đều đi. Cái con máy của mình nó kết hợp các cái động tác là cái di chuyển của nó hơi bị loạn một tí, nó hơi bị lệch di chuyển đấy các bác. Khi mà kết hợp như thế nó bị lệch. Đi vào cái đèn đầu ben này ở đằng sau thì nó rất là an toàn, bởi vì là khi mà mình hạ xuống ấy là nó sẽ có cái ben ở đằng sau nó còn mắc lại được. Nhỡ nó có xảy ra sự cố là cái xích của mình nó trơn hoặc là nó bị dạng như kiểu là có bùn ấy, nó khó bám vào cái thành chassis của máy kia được, thì bắt buộc là có cái ben và nó sẽ an toàn hơn. Dạ. Uống nước đã xong vào cũng giờ em đánh ra kia để đang vội mà các bác còn thong thả. Mình cho đây cất đây các bác nhá. Tạm đây. Máy của mình vừa mới căn lại cái cầu nó cũng chắc chắn hơn một chút rồi. Đây. Anh em nhìn này, nó cũng có bị lắc lư rồi đấy. Hôm trước thì nó ít căn là nó lắc lư á. Nhưng mà giờ nó đỡ rồi. Nó như này là ok rồi đấy. Đi làm thì nó cũng zin thôi. Đó thì bây giờ mình sẽ xuống để đi xem công việc các bác nhá. Lát nữa thì mình sẽ quay tiếp video. Ok mọi người nhá, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào công việc. Đó, thì vừa mới bằng chìa khóa này, bây giờ mình sẽ đề đây. Thì bây giờ công việc hôm nay là mình sẽ dọn hết cái rác này gọn vào để cho người ta để xe lên cái vỉa hè này các bác nhá. Thì cái chỗ này nó là chưa có cái công trình nào người ta làm ở trên cái đất này ấy. Thì vì vậy là sẽ có cái khoảng đất trống ở đây. Đó, thì anh chủ nhà thì anh ấy muốn là dọn cái này để cho sau này để xe taxi và cái quán cà phê ở phía đằng sau mình đây này. Đi vào cái chỗ lau sậy này thì nó khả năng nó hơi ngứa đấy anh em ạ. Lát nữa thì chắc là mình phải đi lấy cái áo dài để mình mặc vào đó. Đây là cái cây, cái dây này nó như kiểu cái cây hoa hồng ấy các bác. Hoa hồng dây ấy. Trước mình đào cái gốc ở ngoài kia là nó cái múi của nó rất là to luôn. Đấy, anh em bắt đầu thấy bụi nó ra chưa? Cực kỳ bụi luôn. Chỗ này thì nó là cái vỉa hè anh em nhá. Chẳng qua là bây giờ cái gốc này nó mọc lên thì mình không nhìn thấy ở dưới thôi. Lát nữa mình gạt cho nó hết ra là anh em sẽ nhìn thấy ở dưới ngay. Chỗ này là cát này. Cát thì lúc trước các bác ấy nó đổ lấn lên đây. Đó, anh em thấy gạch chưa? Là những cái hàng gạch trên này. Cái này thì lát nữa mình sẽ quay lại để mình gạt sau. Cát này mình ủi bằng men cũng được các bác ạ.
cơ bản là những cái cây ở đằng trước này thôi. Cái này thì để lại anh em nhé. Đây là cái cây phượng anh em nhé. Thì nó rất là nhặm luôn. Mình có điện thoại một chút nhé. Alo. Đúng rồi ạ. Nay em đang bận tí chị ạ, để mai gọi nhá. Ok. Cái số điện thoại của nhà thuốc, nhưng mà cái này nó là của như kiểu tự động luôn không ạ các bác ạ. Nó không phải là của người nói đâu. Người ta nói thì nó sẽ có giọng khác. Gạt cả ở dưới đường này anh em nhé. Đấy, bây giờ này là nó vừa ấy ra hết đây này. Vậy gốc ra hết rồi. Này nó mọc lên cái vỉa hè cho nên là làm nó cũng dễ thôi. Gạt hết cái phần gốc rễ này thì là ok này. Dùng quay toa gạt nữa anh em, bởi vì cái rễ của nó rất là ít. Nó chỉ có một tí nó qua cái những cái kẽ bên gạch kia thôi, nên là mình gạt nó cũng được. Đó. Cái gầu của mình nó tì vào cái đường, nó xước đường rồi anh em. Chỗ này thì lát về mình ủi sau các bác nhé, vì là nó
Lan ông cũng quay lại đây nữa cơ. Đây cũng có một cây phượng luôn. Mình sẽ đi vào mé bên trong kia thì cái đường nó sẽ rộng hơn. Lên đây nhá. Gốc này nó có một búi rất là to. Bây giờ mà không moi ra được tí nó sang kia là rất là khó moi luôn. Cố moi vào cái góc này xem. Không được vậy. Làm cho cái này nó đổ xuống. Dạ. Không cần bơi sâu vào đây đâu, bơi ở chỗ này này để cho cái không gian quán mình nhìn thấy cho mà. Vâng. Em cứ cho qua cái này trong luôn. Lấy gầu gạt vào đâu. Bơi đến đây đâu. Vâng. Để chạy thẳng lên. Vâng. Để cho thoáng rồi không phải bơi trong này nữa. Vâng. Ngoài này thôi, vỉa hè này này. Vâng. Đấy rồi, còn cái này thì... Không, tí nữa mình cứ ấp nó lên đây mà. Đúng đấy nhá. Vâng. Bơi từ ngoài vào trong, đứng hát để đây cũng được mà. Vâng. Để dọc cái này đây cũng được mà. Bơi vào trong này rộng quá. Cái góc này như các bác nhá. Cái lè này nó cụt luôn được cái rễ đấy.
thì có cái cột đèn này anh em nhé. Đây thì nó có cái kính ô tô hay sao không? Đây là cái tấm pin này. Tấm pin để chắn nắng. Khu phố này sau này còn 5 năm, 10 năm nữa này nó sẽ đông người đấy. Bây giờ thì nó cũng chưa có người mấy đâu. Cái video của mình nó cũng khá là dài rồi, mình sẽ làm một cái video ngắn như này đó, chia sẻ với mọi người như vậy thôi. Cái camera của mình, cái dung lượng pin thì nó cũng đang, cái dạo này nó đang hết rồi, nó kém. Sáng nay mình quay mấy video bây giờ nó cũng hết. Thì hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Chúc anh em có một ngày làm việc thành quả đó. Anh em xem video nếu mà chưa like thì hãy cho mình xin một like. Và hãy nếu mà có gì thắc mắc các bác cứ để lại ý kiến comment của các bác bên dưới cái video này nhá. Đó. Ok thôi, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Bây giờ mình gạt nốt chỗ này xong là ok thôi, chào mọi người.